bị dân quân bắt nhầm vì cao to đẹp trai như Tây. Với vóc dáng cao lớn lại còn để râu, sinh thời nhà thơ Quang Dũng, tác giả của bài thơ nổi tiếng Tây Tiến, đã có những lần gặp nguy hiểm vì bị dân quân ta bắt nhầm. Một lần trong thời chống Mỹ, nhà thơ Quang Dũng lang thang đi tìm cảnh đẹp để vẽ tranh ở một xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Chợt ở xã bên, bộ đội đã bắn rơi được máy bay của Mỹ, tên phi công đã nhảy dù, cả huyện đang khua chiêng gõ trống đốc nhau đi lùng mà vẫn chưa tìm được. Thế là ngay lập tức dân quân bắt gặp ông nhà thơ có vóc dáng cao lớn, lại còn nuôi dâu trông y chang tên giặc lái Mỹ, mọi người hò nhau quay lại bắt. Quang Dũng cố tìm cách phân bua rằng mình là nhà thơ và cho biết lý do ông có mặt ở đây. Nghe ông nói sõi tiếng Việt, thoạt đầu tiên anh chỉ huy xã đội vây bắt cũng hơi ngần ngừ, song trong đội có người lên tiếng: "Thằng này đích thị là giặc lái Mỹ chứ người Việt Nam ta có ai to cao như thế." Cũng theo ý kiến của người này thì hiện không ít giặc lái Mỹ nói được tiếng Việt. Bởi vậy để chắc ăn cứ trói chặt để giải lên huyện là hơn. Vậy là tác giả của bài thơ Tây Tiến được giải lên huyện. May là hôm ấy thế nào lại có đoàn nhà báo ở trung ương về huyện làm việc. Nghe nói bắt được giặc lái Mỹ, lãnh đạo huyện bèn cho mời một người thạo tiếng Anh trong số các nhà báo để lấy cung tên tù binh mới. Người này vừa bắt tay vào việc thì phát hiện ra tên giặc lái không phải ai khác mà chính là nhà thơ nổi tiếng Quang Dũng. Anh ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Vì đâu lại nên nông nỗi này?" Bấy giờ nhà thơ Quang Dũng mới dở khóc dở cười, họ ngỡ mình là phi công Mỹ. Sau đó ông nói tiếp: "Cao to đẹp trai đôi khi cũng là cái tội."